Theo tôi, Pennsylvania đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc bầu cử năm nay, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk nói trong buổi vận động tại Folsom, ngoại ô thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania hôm 17 tháng 10. Tôi cũng cho rằng cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định số phận của nước Mỹ cũng như nền văn minh phương Tây. Đây là sự kiện đầu tiên trong loạt hoạt động vận động tranh cử kéo dài 5 đêm của Musk cho ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tại bang chiến trường Pennsylvania. Musk cho biết các buổi vận động của ông sẽ mở cửa miễn phí cho những người đã đi bỏ phiếu sớm và ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Tỷ phú này cũng kêu gọi cử tri Pennsylvania đi đăng ký bầu cử trước hạn chót 21/10. Chúng ta đều thấy rằng cuộc bầu cử này được quyết định ở Pennsylvania, chênh lệch có thể là 10.000, 1.000 hoặc thậm chí chỉ 10 phiếu bầu, nên bất cứ cử tri nào cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn, Musk nhấn mạnh. Tôi chưa từng hoạt động chính trị nhưng bây giờ tham gia vì nghĩ cho tương lai nước Mỹ và nền văn minh đang bị đe dọa. Musk công khai ủng hộ ông Trump hồi tháng 7 sau vụ cựu tổng thống bị ám sát hụt. Tỷ phú công nghệ sau đó trở thành người chỉ trích gay gắt chính quyền tổng thống Joe Biden và bị cho là thường xuyên lan truyền thông tin sai lệch về người nhập cư không giấy tờ cũng như gian lận cử tri. Musk cho biết bản thân ủng hộ nhập cư, nhưng dành phần lớn thời gian tại sự kiện ở Folsom để phàn nàn về vấn đề tội phạm và an ninh biên giới, cho rằng biên giới phía nam nước Mỹ hiện như ngày tận thế trong phim Sắc Sống. Musk ngày càng đóng vai trò rõ ràng hơn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, khi xuất hiện cùng ứng viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania đầu tháng này và thường xuyên chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris. Musk cũng quyên góp 75 triệu đô la Mỹ cho một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ Trump và cam kết chi 47 đô la Mỹ cho mỗi cử tri ở các bang chiến trường đã đăng ký đi bỏ phiếu ký vào bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí của ông. Cựu Tổng thống đã dành nhiều lời tán dương cho tỷ phú 53 tuổi tại các sự kiện vận động tranh cử tuần này. Ông Trump và bà Harris đang cạnh tranh xít sao ở 7 bang chiến trường khi ngày bầu cử Tổng thống chỉ còn cách chưa đầy 3 tuần. Kết quả tổng hợp các cuộc thăm dò của The Hill, Decision Desk cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2,7 điểm phần trăm trên toàn quốc và chưa đến 1 điểm tại Pennsylvania. Tỷ phú Elon Musk đã có buổi vận động tranh cử đầu tiên trong loạt hoạt động kéo dài 5 đêm cho ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tại Pennsylvania. Musk kêu gọi cử tri Pennsylvania đi đăng ký bầu cử trước hạn chót 21/10 và ủng hộ ứng viên Donald Trump, đồng thời chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông cũng đã quyên góp 75 triệu đô la Mỹ cho một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ Trump và cam kết chi 47 đô la Mỹ cho mỗi cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu ký vào bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí của ông.